Mình cũng mến chào cô chú anh chị và các bạn đến kênh Minh Trân miền Tây học hỏi và sáng tạo nha. Thì hôm nay mình cũng tiếp tục lý cái tường vệ sinh sạch để mình tô ghém lại nha cô chú anh chị và các bạn. Thì đây đã mình xịt nước nè, đó. Xịt nước thì ở trên bụi bặm đồ trên đó đó. Mình đã vệ sinh. Rồi nó sẽ bay bám vô thì mình cũng cắt đường. Đây, cắt đường như lúc hổ mình nói là cắt đường ra để mình tô lại cho nó phẳng rồi mình ốp gạch vô nha. Đây con mới vừa xịt nước xong. Trong này thì cái bên đây là mình chưa có xịt nước đâu. Bụi bám vô. Bây giờ mình đã xịt nước bên đây luôn. Đó. Để có những bạn vô xem mình đừng nói mình là mẫu như cái lúc trước những cái bản lề xây cửa cổng á thì cũng có nhiều bạn vô bình luận thì mình chỉ làm thôi còn cái nền nó do người ta đổ nha. Rồi. Đây mình đang xịt rửa nè. Xịt rửa này thì mình dùng cái máy nén rửa xe hoặc là cái máy nén rửa xe mini á thì mình xịt vô cho nó mới bung ra được nha. Còn những như cái máy yếu lên là nó không có ra những cái kẻ mình cắt. Đây ông chủ nhà nè, ông đang coi. Vậy được không ông Chính? Được. Cái đường nha. Sau khi mình dây xong tường thì dùng máy laser để mình ghém để tô ngang cô chú anh chị các bạn. Đó. Đây anh thợ đang đánh đò nè. Đây mình bắn phải là hai bên luôn nha. Để cho cái vách nó không bị trắng nha cô chú. Bên đó cũng có cái tia thẳng bắn luôn. Còn ướt quá ghém mấy cục trên đi quẹo. Hạ xuống chút nữa được không? Bảy con. Được rồi. Thiếu cái gì? Dư khỏi vô. Rồi, sớm giờ anh em đã ghém xong, bây giờ quay lại chuẩn bị tô ngang của chú anh chị mà. Thì đã kéo một lớp hồ dầu lên rồi. Thì bây giờ là kéo một lớp hồ tô lên. Thì mình cũng mời cô chú anh chị các bạn xem mấy anh thợ này làm nha. Oh.
Thank you.
Thôi thì mình đã tô dọc cái mấy cái đường này nhám nhám nha, cho nữa cho nó bám hồ nha các anh chị. Đó, bên đây luôn. Dạ, vẽ gồng vẽ gắn lên trên tường luôn nè, hết biết. Rồi mình cũng tạm ngưng clip nha, hẹn cô chú anh chị lại clip tiếp theo. Ok, bye bye.